Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức lễ bốc thăm vị trí tái định cư đợt 1 cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn huyện Long Thành. Trong buổi bốc thăm cuối cùng của đợt 1 này, người dân 5 xã thị trấn gồm An Phước, Long Đức, Lộc An, Long An và thị trấn Long Thành sẽ được bố trí vào khu vực tái định cư Long Đức thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì người dân của 5 địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bốc thăm chọn vị trí đất tái định cư để sớm xây nhà ổn định cuộc sống. Tại lễ bốc thăm, nhiều người dân đã vui mừng cho biết việc bốc thăm tái định cư và giao đất sớm như thế này sẽ giúp họ chủ động hơn trong việc bố trí thời gian xây dựng nhà, tạo lập cuộc sống mới. Cùng với đó, những buổi tiếp dân trước đây, lãnh đạo huyện Long Thành cũng nhiều lần khẳng định sẽ sớm dứt điểm việc tổ chức bốc thăm tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 7 năm 2024. Do đó, thực hiện lễ bốc thăm nhiều đợt và đúng thời gian như cam kết như thế này, người dân đồng lòng tin tưởng vào chính quyền địa phương. Là em và người dân ở đây cũng rất là vui mà khi nhà nước đã tiến hành bốc thăm và bàn giao đất cho dân đúng thời gian. Và em cũng rất là hồi hộp và cũng mong là bốc được những cái vị trí đất phù hợp với nhu cầu của bản thân cũng như là gia đình của em. Thì các cái hộ này sẽ được bốc thăm ở các cái lô liền kề, kể cả các cái hộ mà có cái diện tích lớn á. Đã quy bốc vào trong sáng nay. Thì sau cái buổi thóc thăm ngày hôm nay thì các cơ quan sẽ thực hiện cái quy trình thủ tục để ban hành quyết định giao đất cho hộ dân. Về hạ tầng tái định cư thì nay cơ bản đã là hơn 90%, thì đất các cái hạ tầng thì đã được phân lô cắm mốc hết, về điện, về hệ nước. Vậy thì sau buổi này bà con có thể lên nhận đất trước và nhận cái quyết định bốc quyết định giao đất sau. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho biết sau lễ bốc thăm này, khoảng tháng sau người dân có thể bắt tay vào xây nhà tại khu tái định cư Long Đức. Ngoài ra, huyện Long Thành đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cố gắng trong tháng 7 này hoàn tất bố trí tái định cư cho 100% hộ dân tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn huyện. Với một số trường hợp xây dựng nhà sau ngày 1 tháng 7 2024, huyện Long Thành cũng đang xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để được xét theo quyết định 32 và quyết định số 13.